Xin chào các bạn nha. Thì trong cái video này á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta lấy lại cái mật khẩu mở IBAN nha và cái tên đăng nhập mở IBAN luôn nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn mở cái ứng dụng mở IBAN lên. Thì sau khi các bạn mở ứng dụng mở IBAN rồi á, thì các bạn bấm có một đăng nhập tài khoản khác nha. Thì sau khi các bạn bấm có một đăng nhập tài khoản khác thì nó để cái phần đăng nhập. Thì bước này các bạn bấm có một quay mật khẩu cho mình. Thì sau khi các bạn bấm một quay mật khẩu á, thì nó để yêu cầu lấy lại mật khẩu nha. Thì ở dưới nó để cái mục họ và tên, loại giấy tờ tùy thân, số giấy tờ tùy thân và số điện thoại nha. Thì bước này các bạn nhập vào họ và tên, thì các bạn nhập họ và tên của các bạn vào nha. Các bạn ghi Yên Hoa và không dấu nha. Loại giấy tờ tùy thân này thì cái phần này á các bạn bấm vào, các bạn chọn, thì trong đây nó để bóng một này, chứng minh thư, căn cước công dân, hộ chiếu cũng như là chứng minh thư quân đội nha. Nếu như mà các bạn đăng ký cái tài khoản mời banh với cái chứng minh á, thì các bạn chọn vào chứng minh nha. Còn nếu như các bạn đăng ký cái tài khoản mời banh với cái căn cước công dân á, thì các bạn chọn vào căn cước công dân và cũng như là hộ chiếu và chứng minh thư quân đội nha. Thì mình đăng ký cái tài khoản mời banh bằng cái căn cước nha, thì mình sẽ chọn vào căn cước công dân. Thì giờ sau khi mình đã chọn vào căn cước công dân rồi á, thì tới cái mục dưới là số giấy tờ tùy thân nha. Thì trên cái phần căn cước công dân này, trên cái thẻ căn cước công dân này, nó có cái mã số nha, thì các bạn nhập cái mã số này vào trong cái phần này nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập cái mã số vào trong cái phần số giấy tờ tùy thân rồi á, thì các bạn nhập cái số điện thoại vào đây. Số điện thoại, cái số mà các bạn đăng ký với cái tài khoản MyBank này nè, thì các bạn nhập vào nha. Rồi thì sau khi các bạn đã nhập họ và tên, loại giấy tờ tùy thân cũng như là số giấy tờ tùy thân và số điện thoại rồi á, thì các bạn bấm vào gửi. Sau đó các bạn làm theo nó hướng dẫn nha, hướng dẫn quay video này, thì các bạn bấm vào đồng ý này. Sau đó để là mã xác thực OTP đã gửi tới số điện thoại này, là số điện thoại mà hồi nãy các bạn nhập vào á, số điện thoại mà các bạn đăng ký với MyBank á. Rồi các bạn kích vào từ tin nhắn này cho nó nhanh nha. Rồi sau đó để là cập nhật mật khẩu thành công, vui lòng sử dụng tên đăng nhập này, nó gửi về trong cái phần tin nhắn của mình này. Thì giờ bước này các bạn bấm có một đăng nhập ngay nha, thì nó đưa tới cái phần đăng nhập. Bước này các bạn thoát ra, các bạn vào cái phần tin nhắn thì nó có cái tên đăng nhập cũng như là cái mật khẩu luôn đây, nó để này cập nhật mật khẩu thành công, vui lòng sử dụng tên đăng nhập đây và mật khẩu đây, cũng như là cái số điện thoại và trang web nha. Như thế này là các bạn đã biết được cái tên đăng nhập cũng như là mật khẩu rồi, thì các bạn nhập vào trong cái phần ứng dụng nha. Rồi thì sau khi mình đã nhập cái tên đăng nhập này cũng như là cái mật khẩu rồi này, thì bây giờ mình bấm vào đăng nhập. Thì sau khi mình bấm vào đăng nhập á, thì nó để cho mình là thay đổi mật khẩu nha, mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Mật khẩu hiện tại chính là cái mật khẩu mà nó gửi trong cái phần tin nhắn á. Trong cái phần tin nhắn đây, các bạn vào lại tin nhắn, các bạn coi lại mật khẩu này, và các bạn nhập vào cái phần kia nha. Rồi thì sau khi các bạn đã nhập mật khẩu hiện tại rồi, bây giờ các bạn nhập mật khẩu mới nha. Rồi thì sau khi các bạn đã nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới này, thì giờ bước này các bạn bấm vào gửi cho mình nha. Rồi ok, vậy là mình đã đăng nhập vào trong cái ứng dụng mời banh thành công này. Và bây giờ thì mình cũng đã biết được cái tên đăng nhập cũng như là cái mật khẩu rồi, mật khẩu mình vừa thay đổi nha. Rồi vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta lấy lại cái mật khẩu cũng như là cái tên đăng nhập mời banh nha. Rồi video của mình cũng dừng tại đây, mình chúc các bạn làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.